Nhất kỳ chống nổi này một tăng tổng chủ đề là trình độ của tôi của tiếng Việt. Tôi sẽ nói về trình độ của tôi tiếng Việt. À, trình độ tiếng Việt của tôi tốt nhất. Tôi học tiếng Việt tôi học tiếng Việt. Tôi sẽ nói về trình độ tiếng Việt của tôi. Dùng nói bằng ngôn ngữ là tiếng Việt. Tiếng Việt. Hôm nay tôi sẽ nói về trình độ tiếng Việt của tôi. Tôi có thể nói chủ đề từ vựng. Hôm nay chủ đề là Trung học học tập. Tôi có thể nói về từ vựng qua trung học AI. Em có thể nói 20 từ liên quan trung học không AI. Có thể 20 từ liên quan trung học không. Tôi muốn có 20 từ AI. Từ AI. Chủ đề là trung học 20 từ. Học sinh, giáo viên, quan sát, phòng, kế, bản, trung học, đại học, sinh viên, học, tiếng Việt. Chi đi hóa học thiên an thể chất xã hội tính động tống sinh tống biệt. Tôi có thể nói 20 từ về trung học 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 tập. Tôi sẽ nói về thi cao tiếng Việt cao cao tiếng Việt cao tiếng Việt. AI có thể nói mô mùi cáo liên quan thi thi thế tương lai hiện tại hoặc ở có thể mô mùi cáo liên quan thi thể. Tôi sẽ nói gạo liên quan thi thể tương lai hiện tại qua còn là chung lại tôi sẽ nào ăn sáng tôi sẽ nào ăn sáng rồi bếp nhà bếp.
Tôi đang hút thiền định. 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 Hút, hút. Tôi đang hút thiền định. Tôi đang hút thiền định. Em đang hút là gì? Em đang hút là gì? Hút à? Em đang hút là gì? Tôi đã xem video. Tôi đã xem video. Tôi đã xem video. À, tôi đã xem video. Ok, tôi đã xem video. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi đã nói về gạo video. Hôm nay tôi đã nói về trình độ tiếng Việt của tôi. Nhưng mà có thể nói không có thể không thể nói về chủ đề tiếng Việt. Nói tiếng Việt là khó khăn. Nói tiếng Việt là khó khăn. Nói tiếng Việt là khó khăn. Hôm nay tôi đã nói đến trình độ tiếng Việt của tôi. Hôm nay tôi đã nói 24 liên quan trung học. Trung học. Trung học. And 40 gạo liên quan thi thể là trung lai quá khứ hiện tại. Tôi muốn biết chính độ tiếng Việt của tôi. Xong. Tôi có nhạc kỹ. Wow. Phải good. It's crazy. Tôi có nội dung tốt nhất của tiếng Việt. Tôi đã nói về trình độ tiếng Việt của tôi. Tôi chủ đề là Trung Quốc. Tôi có 24 liên quan chủ đề trung học.
nhất trí tôi cô nhất trí nội dung này tăng tầm tăng tầm wow tôi tôi phải tin tục và tôi phải là tin tục và tôi phải là Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Cô thể nhé. Ấy tăng lỗi tôi cô nhất nhất thì sẽ nói nhai mô tăng tăng hôm nay tôi sẽ nói về chính tôi và những thứ tôi biết ôi thôi đấy tôi sẽ nói về chính tổ trên bếp của mình của mình, của tôi, chủ đề là Trung Quốc. Hôm nay chủ đề của tôi là về Trung Quốc. Trung Quốc. Tôi có thể nói về Trung Quốc và những điều liên quan. Đầu tiên, tôi mong nhỏ AI giúp tôi có thể hỏi, AI, em có thể giúp tôi nói 20 điều liên quan đến Trung Quốc không? Và sau đó, AI có thể liệt kê là giả các thứ như trường học, học sinh, giáo viên, lạc phố, bài tập về nhà, thư viện, kỳ thi, sách giáo khoa, sân trường, hiệu trường, sân trường, hiệu trường, tổng phục, môn học, dồ dạ. Tôi không mày xin bàn đèn bước về tổ ký chủ chạy kiếm chặt lịch học lịch sử xung trình độ học xung trình học nâng từ này giật quyền thực
Vui tuổi là vì tôi đã trải qua nhiều năm học tập và giảng dạy tiếng Việt và cải thiện. Tôi sẽ nói về các cải thiện tiếng Việt của mình. Tôi có thể hỏi AI, em có thể cho tôi lời khuyên về các giảng đạo chính tổ tiếng Việt không? AI có thể có ý các new đọc sách tiếng Việt, đọc tướng, xuân là trước một lòng bộ tư vương và hiểu Việt như Pháp. Xem video bằng tiếng Việt, chứ ngại cho cải thiện kỹ năng nhẹ và tiếp xúc với các nhân đất mọi. Biết nhất chị về hàng ngày cho cải thiện khả năng trên đất ý chung và sử dụng chữ một cách chính xác. Tham gia các lớp học tiếng Việt. Dù này có thể cho tôi làm đúng như pháp và phát tâm chào tiếp với người Việt. Tức hãy nói chuyện với người bạn và giúp đảng của cơ năng sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày. Trải nghiệm học tập và sự phát triển, tôi tin rằng mình đã có nền tảng tiếng Việt vững chắc. Vì tôi đã học tiếng Việt từ nhỏ và sử dụng tiếng Việt. Hàng ngày, tự nhiên tôi vẫn muốn cải thiện thêm để có thể truyền tải ý chung một cách mạch lạc và chính xác hơn. Bằng cách đó, tôi cũng học cách sử dụng các từ ngữ truyền nhắn học ở các như đất phúc tập phong như nay sẽ trước tôi chung không biết và giao tiếp xã hội trong ngạch chính ngại anh chính ngại tôi sẽ tiếp túc sắc việc nhắc chị và cho tiếp như hồng để nắng gạo chính tụ tiền bệ của mình tôi tin rằng bôi sự nỗ lực và kiên trì tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Xong. Tôi nhắc. Tôi có thể chủ đề là tôi nhắc.